Vâng, tỷ số là 2-1 dành cho đối thủ Hồng Anh. Một trận Egypt và một trận Egypt và Seng, những cái thủ Hồng Anh đã thi đấu cực kỳ tuyệt vời, cố gắng và tuyệt vời, ăn tranh vâng với game thủ Van Lớp vâng nói. Nó chính xác là game thủ Van Lớp quyết định ăn tranh với lại game thủ Hồng Anh mới là chính xác. Nhưng Hồng Anh đã khéo léo đóng 1L1A sang game thủ Van Lớp. Và chỉ 1L1A ở bên đấy thôi là quyết định trận thi.